cái flow quầy bị hộ cho lời nhạc thấp kém. Trình ta đủ giết mày nên đơn giản không cần nhân lên. Lời lẽ mày tự hủy skill quầy ta còn chưa nhắc đến. Mày nhân đóng với ác thì đâu có cần phải phân thế. Tao sống là đất, Nha Trang là thành phố biển mà đòi khô héo. Đâu kiến thức mày còn chưa vững, chỉ biết dắt mũi tụi fan vô theo. Không phải chó hồ nên thử sức để ta bung trình. Ánh mày thường chập, nó không phải nằm trong khung hình. Mấy cái văn cùn mà tụi fan tưởng mày khủng bố. Tao trong khung hình thì mặt mày nằm trong khung gỗ. Mày đòi đi nát hay đờ rồi mày chửi tụi nó là chó. Vậy cơ bản phần in sai sao, muốn làm người cũng quá là khó. Thằng nào mới nổ tâm ác khi mày đòi vai phản diện. Con sâu đã luôn câu trước nên tao không cần phản biện. Mày nói tụi tao là quỷ thì thằng leader mày là cái gì? Làm người anh đâu có muốn mà cứ thích là quái quỷ. Chứng tỏ mày bí ý, angle để cụ nó tục. Ý mày tao có là gì thì vai vế vẫn hơn mày một. Mày nói tao núp MC An thì nó quá là sai. Bởi vì mày không diss kệ đen, tao cũng không biết mày là ai. Kiểm tra lại hết cái bài tao đá chết mẹ cho đó mà mười. Mày đi mà công an tỉnh hoặc ship hợp năm ở đó mà thôi. Mày đòi mà phí nhanh, mày bắn tốc độ là đi nhanh. Mày còn đòi bắt công an tỉnh thì còng cái đầu mày đi anh. Mày đặt cái vần ghép chữ thân gọi tao một chữ anh. Chữ thanh sạch mùi dơ bẩn, nó đã có chữ anh. Trời mang tí đá không bị sốc thuốc, mày đúng là ngốc thật. Vậy chắc hùng anh lên cơn áo đồ tìm cha nó mà sốc cặt. Con ếch chết vì cái miệng, con chó chết vì khen trần. Mấy đời anh nhận là cuốn, mày đúng là thằng tâm thần. Ra chẳng giống cái đầu vòi, vì mày không thể làm người. Còn mày đặt vượt qua đại dương, mày đúng là sam boy. Đúng vì cảnh nó quá là đẹp, nhưng không phải là cặp đôi. Họ thấy ngọc đô ly và con chó thì tập bơi. Willow, thằng nào mới Willow. Chửi người ta rồi nhận là chó mày mới, đúng là Willow. Đây là chiến trường La Mã nên cứ bắn phá vào anh. Thằng cuối cùng phải nhận thất bại, nó cũng chính là anh. Tunsky và Wood chứ mày có giết được đâu. Rap name mày là Benna vì hỏi cây bút mực đâu. Mày là cây bút mực, đời mày đúng là khó thật. Từ nay con chó Benna đồng nghĩa với con chó mực. Mày như con nát có bồ, có nghĩa mày chạy như chó. Phủi chứ không phải phủi, đúng là ngu như chó. Tao không phải tụi tốt xạo dơ, nhớ phủi mồm. Tao mà có tu xì, tụi mày vẫn tụi nó tim mày. Đây là nêu phát trước. Mày nói tim tao tụi bùi để tông tim mày nát nước. Tao đâu cần phải đưa mày xuống khi mày nằm sẵn ở đó rồi. Mày tự nhờ mình áp một bên, mày đúng thật là con chó tồi. Mày là áp một bên là mày đã bị xuyên táo. Hạ với bên nó xiên chán rồi thì bây giờ tới phiên tao. Châu thật đang đi cày là mày đang gánh nó. Anh em tốt cái kiểu gì toàn để mày gánh hộ. Mày lại bóp nữa rồi, con châu nó mới đi cày. Nhà tụi tao đâu có trồng ruộng ai mướn mày xới chi mày. Hủ con gà anh con chó còn thật là con châu. Giờ tụi mày mở cái sở thú không có gì hợp hơn đâu. Miền Trung mà có bắt cực mày ngu mà thể hiện tối ngày. Hà Tĩnh không phải miền Trung là miền gì hả thằng mỏi này. Thức dùng mày dùng bạn mà nó cứ tưởng mình gắt thật. Mình lẽ là miền Bắc Kinh, mày là thằng miền Bắc cực. Vì bán phi đen cái show mày đặt uống nước rồi nhớ nguồn. Đem bác ra làm bình phong mày đặt uống nước rồi nhớ nguồn. Mày suy ra cái kiến thức mày thu học sinh lớp 5. Nói về đô la xếp cả cọc vả mày hết răng. Cuối mày biết tỉa cây là cuốn diễn xiết hả mày. Liệu bất tồn mày chẳng có đang cũng dám đi rap hả mày. Ô, thằng nào tóc bít vậy? Bật con bít trẻ lòng lên coi. Thôi các em ơi, các em làm anh buồn cười quá. Cố dục làm tật bốc nhau cho cố vô. Anh bẻ chút xíu, nát chuỗi. Mấy thằng như bọn em thì biết gì về bọn anh. Bước vào trong game cả một năm đã từng từ bỏ vì quá nhiều biến cố. Vẫn đâm đầu cả mai mà tao viết vẫn cứ là sẵn sàng cho dù tao biết khó. Từng gặp qua ba thằng như bọn mày, kết cục bọn nó đều là cái bao xác. Tao chỉ muốn giúp bọn mày thức tỉnh nhưng lũ fan mày cứ nghĩ là tao ác. Cuộc đời này nó bốn đã bất công khi mà người đời nó suy nghĩ thật tồi. Thằng đàn ông chơi nhiều con đàn bà bọn nó lại được coi là chất chơi. Được tôn lên trang chơi này nọ mà bọn nó cứ tưởng là đúng mạnh. Còn con đàn bà mà chơi với nhiều thằng thì nó được gọi là mày cùng mạnh. Mấy thằng fan của mày cứ tung hô bọn mày là đúng còn lại người khác sai. Khi nhạc ra không chú trọng đi risk mà chỉ tìm cách làm sao cho bắt tay. Nhạc của tao bắn sao chất đầy rồi tụi fan mày tại sao chẳng vô nghĩa. Tụi nó thích tâm đi risk cái cùng rồi in hoa thêm mấy vần còn vô nghĩa. Nhạc của tao dành cho người có nám nên tụi fan mày nó chơi cũng đúng thôi. Vì thiếu năng không phải là cái lỗi nên tao biết chắc cho đúng người đúng tội. Nếu ra fan thật sự bị đánh giá hơn cao AC đã lớn tới hàng tánh. Tao thật sự rất tiếc cho những người tao coi trọng và xem bị đàn anh. Phần vũ si nó là người đi trước nhưng không việc gì mà tao phải tôn trọng. Chữ đàn anh mày còn không xứng đáng khi chữ từ ca mày khác ở trong lòng. Mày khinh thường những người mà đi sau dù cùng sang sẻ ngọn lửa của hip hop. Vậy mày cũng đáng được respect ngay từ lúc mà có beat drop. Đây chính là cái hồi chuông cảnh tỉnh để tránh tụi mày là nó là tao sai. Tao cảnh cáo để cho tụi mày biết tránh cảnh tao là thằng set around high. Phát của mày tao nắm trong bàn tay. Nếu muốn chiến mày chỉ có mất mát. Tao thì vốn là con người thật thà nên rau hai cứ đợi tao chất phạt. MTNG nơi giấc mơ không còn là viễn vọng. Shout out ESK vì vua thật sự của miền đông. Shout out cả Tony người anh giúp tao không lầm đường. Shout out 2K Dan công hiến chưa từng bị phần thưởng. Shout out Hugh Kira người anh tao chưa từng nhắc
hơn. Shout out đến Sonic, người dẫn đường tao đến trap game. Shout out Big Killer, người thầy mà tao luôn kính trọng. Cảm ơn tất cả những người từng giúp đỡ tao mà không tính công. MTANG, nơi giấc mơ không còn là viễn vông. Shout out ESK, vị vua thật sự của miền Đông. Shout out cả Tony, người anh giúp tao không lầm đường. Shout out 2K, đen công hiến cho từng vị phần thưởng. Shout out Hiếu Kỳ Rang, người anh tao chưa từng nhắc. Shout out đến Sonic, người dẫn đường tao đến trap game. Shout out Big Killer, người thầy mà tao luôn kính trọng. Cảm ơn tất cả những người từng giúp đỡ tao mà không tính công.